Hello cả nhà, hôm nay em sẽ đem đến mọi người một cái con đầu đét cassette đến từ thương hiệu của Tiết, có model đó là Tiết 450. Đây là một trong những cái model trong thời kỳ giao thoa giữa cái băng cối và băng cassette, đâm ra cái chất âm của cái con Tiết 50 này mang lại là giống như là phần cối ấy, cực kỳ chi tiết luôn, và chúng ta nghe nhạc 75 rất là hay. Thì trước khi đi vào vấn đề chính của cái con Tiết 450 này thì rất mong anh em hãy like cũng như là subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Con Tiết 450 này anh em thấy ở hai bên hông chúng ta sẽ có hai cái má gỗ, nhìn nó rất là vinh tạc. Và điều đặc biệt ở cái con Tiết 450 này là phía trên chúng ta sẽ có để được 6 cung băng. Thì trên đây thì chúng ta có thể để 6 cung băng mà chúng ta ưa thích và chúng ta nghe. Sau đó chúng ta sẽ mở và bỏ cái phần băng cassette này vào. Anh em coi cơ chế của nó nè, khi mà bấm reset lên thì băng nó sẽ nảy lên và chúng ta sẽ có đấy. Ở phía mặt trước chúng ta sẽ có hai đèn vô rất là to, cực kỳ vinh tạc luôn. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái đèn test room nằm đây nè, nhìn nó rất là hay. Anh em thấy không? Đó. Rồi về chức năng thì chúng ta sẽ có dubby giảm tiếng ồn NA, ngoài ra thì chúng ta có phần dubby giảm tiếng ồn cho cái phần radio nữa. Rồi có chế độ bias equalizer dành cho cái băng normal, băng 2 và băng CR2. Hai mức volume riêng biệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe thử âm thanh của cái con này. Thấy đèn rất là dễ thương, hai đèn vô nè. Tình anh theo đá mây trôi chiều hoa, trăng còn khuyết mây hoa không tan. Cờ về chiều tung bay phấp phới. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.